Quý vị các bạn nha, đây là cái tủ lạnh Toshiba nè, đây nha, ở nhà mình luôn. Thì nay cái hiện tượng để mình làm mình cho các bạn biết á, làm cái tủ lạnh bình thường như thế nào. Thì khi mà nó bất thường nó xảy ra làm sao, khi mà cái độ lạnh ngăn trên ngăn dưới nó có gì lạ ha. Đồng thời cái tủ Toshiba này cũng là cái đời nó cảm ứng như thế này nè. Nó mình có thể chỉnh nhiệt độ ngoài đây luôn. Đây các bạn để ý. Ha, quýt nè, tăng lên nhanh. Cái này cái chữ quýt này làm lại nhanh là cái tốc quạt quạt cho nó quạt DC nó sẽ quay nhanh hơn nhiều. Nhưng mà cái hôm nay á, ở đây bấm lại đây. Như hôm nay mình ở đây mình sẽ chia sẻ với các bạn khi mà cái tủ lạnh mà nó kém lạnh nó sẽ có hiện tượng như thế nào, thì các bạn có thể liên hệ bên mình dịch vụ cung cấp sửa chữa máy lạnh tủ lạnh tại nhà luôn ha. Và đây là ngăn trên của tủ lạnh nó như thế này nè quý vị các bạn. Các bạn thấy khói không? Một cái tủ mà nó khói ra như thế này nè ha. Ở đây thì gia đình mình cũng sử dụng, mình có hướng dẫn sử dụng là đặc biệt là không có để bít hết tất cả những cái lỗ như thế này, thì nó sẽ trao đổi gió rất là tốt ha. Cái nhiệt độ các bạn thấy khói không? Khói ra ngăn trên như thế này. Đây, cỡ thứ hai. Cái ngăn dưới á, cái đồ lạnh nó tương đối, đồ này cũng ít nhưng mà cái đồ lạnh nó phải đạt nha. Đúng là mình phải có cái nhiệt kế để thử cho các bạn xem đồ lạnh nó phải như thế này tốt. Đồ lạnh mình cầm vô cái tay cảm giác là nó là lạnh tốt ngon á. Cái chai nước nó có đóng xương như vậy luôn nè, các bạn thấy không, nó đóng xương như thế này nè. Thì cái nhiệt độ lạnh mới đạt yêu cầu. Còn một số trường hợp á, chúng ta sử dụng tủ lạnh trong nhà mình á, bỗng chợt một ngày nào đó mà nó bị kém lạnh, ngăn trên có thể nó lạnh được nhưng mà ngăn dưới á, là giống như các bạn rờ vô cái quả trứng gà nè, hay thậm chí là cái trái cây đi, cái ổi, cái xoài vậy đó, mà các bạn rồi vô cảm thấy nó cái độ lạnh nó kỳ cục lắm, nó không phải giống như bình thường, thì lúc đó là chứng tỏ một điều là cái tủ lạnh mình nó đã bị sự cố rồi ha, nó bị hư hỏng rồi. Thì lúc đó mình hãy liên hệ ngay với cái cơ sở điện lạnh gần nhất để đến đây khắc phục xử lý. Còn các bạn xem video clip bên mình có hướng dẫn chỉ dẫn á, là cái cách để cho là chỉnh cái lưu lượng gió thôi, nó không có giải quyết được vấn đề ha. Khi mà tủ lạnh nó hư thì không thể giải quyết được vấn đề được nha quý vị các bạn. Thì liên hệ với lại bên mình sửa chữa cái tủ lạnh tại nhà, hay mình quay các bạn xem cái trường hợp mà khi mà cái tủ lạnh cái độ lạnh nó thấp, như là cái điều thứ hai là cái tủ này nè, các bạn thấy không, nước này dơ quá, mình hôm giờ lu bu quá không có làm nè, nó dơ, nó không có đưa cái lượng nước lên trên cái ngăn đông để mà làm đá viên được, thì rõ ràng chứng tỏ một điều là thằng này nó bị nghẹt, hoặc là cái motor bơm ở trong cái ngăn đó là nó bị hư hỏng rồi. Thì muốn xử lý nó mất khoảng tầm vài tiếng đồng hồ và mua cái mới thay vô thì nó sẽ nhanh cũng như là nó sẽ ok tốt hơn là mình cái cách mình xử lý ha. Cái xử lý bình thường này thường là ví dụ nó bị cái này hư thì mình mở bên trong nó ra, mình vệ sinh sạch sẽ ngay chỗ cái đầu hút như thế này, các bạn thấy cái đầu này không, đó cái đầu trắng trắng rồi nè, đó lâu ngày nó bị nghẹt, nó không có đưa lên được. Trường hợp thứ hai là cái bơm lâu ngày sử dụng lâu ngày nó bị hư, nó bị chạm, nó hư, nó không có đưa lên được. Thì đây là cái sự bất kỳ cái sự cố nào trong cái tủ lạnh, ví dụ cái tủ lạnh ngăn trên nhưng mà không có lạnh ngăn dưới, hoặc cái trường hợp là cả hai ngăn đều không có lạnh luôn, đối với cái tủ mà hai cửa như thế này, thì hãy liên hệ ngay với bên điện lạnh Thanh Tài của mình. Mình có để cái số điện thoại ở trên cái màn hình, các bạn có thể liên hệ ngay với cái số điện thoại đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.